Hoa Văn Thạc. Tiểu Lương, không ngờ lại gặp anh ở đây. Cô về hồi nào vậy? Về lâu lắm rồi, anh không nhận được tin thôi. Sao, ngồi đây một mình hả? Có cần kêu bạn tới tiếp anh không? Chuyện của Quay năm xưa, thành thật xin lỗi. Xin lỗi gì? Chuyện xin như trái đất rồi, nhắc tới làm gì nữa chứ? Quá anh thôi. Tôi tưởng đâu là cậu còn giận tôi chứ. Nè cậu đi. Giận gì chứ? Vậy sao? Ai mà không biết anh làm mưa làm gió. Em và anh đều bị người ta lợi dụng thôi. Có phải chúng ta vẫn là bạn không? Dĩ nhiên rồi. Dù rắc rối với anh chị hai, chúng ta không bị ảnh hưởng đâu. Không thể là bà con như là bạn bè với nhau. Có kiếp này không có kiếp sau đâu. À phải, mấy năm qua cậu làm cái gì? Cũng được, cậu làm tốt nữa kìa. Cảm ơn anh của anh đã đuổi em đi, giúp em tránh được khủng hoảng tài chính. Em qua Brazil kiếm được một mớ, nhưng mà kiếm được nhiều nhất á là bây giờ. Bây giờ? Ê, chuyện này không hợp với anh đâu. Em đi theo Ngụy Tiên Hành kiếm ăn đó. Theo Ngụy Tiên Hành sướng lắm sao? Hắn luôn giở trò thôi. Có tiền có thế có địa vị coi như tài giỏi rồi. Ai như anh vậy ngồi thử ở đây một mình gọi là tài giỏi sao? Cứ coi đi, có một chuyện tôi nhất định giỏi hơn Ngụy Thiên Hành. Chào ba người đẹp. Chào. Mời anh uống ly rượu được không? Nè, tiếp theo làm sao đây? Như cũ đi, mình ai nấy tìm chỗ. Vậy sao? Nè, cậu đi trước đi. Đi, nhất định đi rồi. Nè, nè, từ từ đi nha, hả? Đi chơi vui vẻ nha. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye, bye. Sao vậy? Chẳng phải chúng ta tiếp tục vui vẻ sao? Cô sai rồi à? Hay là về nhà nghỉ sớm đi. Rồi đứng yên đi. Rồi xích lại, xích lại. Phải, đúng rồi. Đó là ai? Sao nè cô ơi, xin lỗi, xin lỗi. Đẹp quá xin lỗi. À cô ơi, xin lỗi, chúng tôi đã chụp hình. Cô đi đường khác giùm đi, xin lỗi nha. Xin lỗi. Nè, quen đó. À. Sao tình cờ vậy? À, tôi là tổng biên tập của tạp chí Newsweek Tân Sự. Hôm nay tôi đưa nhiếp ảnh của tôi tới chụp hình thôi. Không phiền hai người chứ? Đâu có. Quả nhiên bả rau chưa cũ nha. Xin chào. Không phiền hai người nói chuyện, nhưng cô cho phép tôi vô công một lát có được không? Ừ. Cảm ơn. Cô gái đó là... là con của tôi, nó tên Thanh Lâm. Hôm đó anh bỏ mặc em một mình đi trước. Có phải là anh nên để cơm bù đắp không? Mời ăn cơm thôi, lúc nào cũng được. À phải, tòa soạn của cô có tuyển người không? Sao tối nay ít người ăn cơm vậy? Bà chủ đi đầy áo chưa về. Còn chú Út thì có hẹn, nói là tối nay không ăn cơm, còn có ông Thành Du, Thành Lâm ba người ăn thôi. Có phải bà nhớ má không? Không có má cằn nhằn có phải rất buồn không? Nhiều chuyện. Nè, ngày mai cô dựa theo địa chỉ ghi trên danh thiếp tới tòa soạn đó phỏng vấn. Bà đã nói chuyện với tổng biên tập rồi, chắc không có vấn đề gì. Thật sao ba? Cảm ơn ba. Ba tài giỏi giúp con một chuyện, có phải đáng được thương không? Đáng. Có chuyện gì vui vẻ vậy? Cuối cùng em cũng được làm phóng viên rồi. Chú vừa quen với tổng biên tập của tạp chí Tân Sự nên nhờ họ cho Thanh Lâm cơ hội vô trong đó học hỏi. Con cũng có xem quyển tạp chí của Trào Lưu này, số phát hành khá lắm. Thanh Lâm trắng lên. Ngày mai em mới đi phỏng vấn, không biết có được hay không ha? Có người quen giới thiệu chắc là không có vấn đề rồi. Hơn nữa con có thực lực, phải tin tưởng bản thân mới được chứ. Dạ biết. Chào cô Giang, tôi đến phỏng vấn. Không cần giới thiệu bản thân của cô nữa, tôi đã xem lý lịch của cô. Tôi muốn biết cô có bằng lái xe không? Dạ có, nhưng mà lái xe không giỏi lắm. Có rành xe không? Năm nay có cả 100,000 xe mới, cô thích xe nào? Dĩ nhiên là 911 GT3, kiểu xe gia đình nhưng lại có cảm giác như xe đua. Màu sắc và hình dáng cũng rất đặc biệt. Những thông tin đó tôi đọc được trong tạp chí của cô đó. Ok, lập tức đi làm. Hả? Cô nhận tôi sao? Tôi thích tính cách trực tiếp thẳng thắn của cô. Bởi vì tôi làm gì cũng vậy thôi. Vậy tôi sẽ làm gì? Hay là tôi nói cho cô biết tôi phụ trách cái gì. Tôi phải đọc cả quyển tạp chí này. Còn có 4 trang chuyên đề xe hơi nữa. Còn cô thì phụ trách hết tất cả. Hả? Pha cho tôi ly cà phê đi. Sau đó cầm số tài liệu xe hơi đi photo. Sau khi xong việc viết tờ giấy nháp giới thiệu cho tôi. Có vấn đề gì không? Không, không thành vấn đề. Tôi muốn hỏi cô, có phải mọi người đã ra ngoài làm việc rồi không? Làm chính thức thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Ông chủ nói giảm thiểu chi phí, đành chịu thôi. Tôi hiểu mà.
Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, hy vọng có thể giúp được cô. Nè con à, con còn nói công việc không cực khổ, nửa đêm nửa hôm một mình con tới những chỗ này nguy hiểm như vậy, tôi hỏi ba làm sao yên tâm. Bà nhất định phải gọi điện khiếu nại Giang Mận mới được. Đúng ra có một đồng nghiệp đi với con, nhưng đột nhiên người ta có việc không thể đi được. Ba, hay là ba về trước đi. Chà, ba đi đâu như vậy? Chỉ vì muốn đợi vô tốc độ nhìn tinh thủy gì đó sao? Hơn 3 tháng trước, tay đôi chuyên nghiệp của Hồng Kông Hồng Quai đã bị một người bí ẩn ở đây dùng chiếc xe hơi hạ gục. Cho nên có rất nhiều người muốn biết người bí ẩn này là ai đó. Chỉ cần lạng tới lạng lui thì phong lập vô tốc độ à? Thông thường cứ thứ bảy và chủ nhật ảnh lại tới đây đua một vòng. Rất nhiều người tới đây muốn nhìn mặt của ảnh, nhưng lần nào cũng không đuổi kịp ảnh, cho nên mới có giá trị tin tức. Người đó lái xe gì mà ghê gớm quá vậy? Mỗi lần tới đây đều lái chiếc xe khác nhau thôi. Làm sao mới biết ảnh là vô tốc độ? Thì ảnh tới trường đua này chiếc xe đều múa ba lê. Không phải chứ, chiếc xe biết múa ba lê sao? Nè cậu đừng lừa con nít nữa nha cậu bé. Ông không tin là vì ông chưa thấy, chúng tôi đã thấy rồi. Đúng rồi, anh biết phép thần thông biến hóa đó, phép thần thông đặc biệt. Đó 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 đó, tới kìa. Vô tốc độ. Chiếc gì ba lê. Còn không được hít nữa. Hay là đi ăn khuya với ba đi. Ba mời đó. Sao cũng được. Cho phép ngồi chung nha. Ngồi đi. Ây da, cả suốt cả đêm đói bụng muốn chết. Con muốn ăn cái gì? Tức thiệt nha, để anh chạy thoát như vậy. Đương nhiên là chạy thoát. Nếu để con đuổi kịp thì làm sao gọi là vô tốc độ chứ. Lý, không ngờ hai người ăn mặc lịch sự mà cũng có hứng thú với vô tốc độ luôn hả? Thấy vết sẹo của tôi hay không? Đó là cái giá của đuổi theo vô tốc độ đó. Nhưng mà không sao, quan trọng là nhìn thấy mặt của hắn. Nè, người chúng tôi đang nói có phải là người mà cậu đang nói không? Người ông nói có phải là người bí ẩn mấy tháng trước hạ gục Hồng Quai không? Phải rồi, anh đã gặp rồi hả? Khuôn mặt thế nào, là ai vậy? Đó là phụ nữ. Anh nói rõ lại đi. Nè, cơm thêm đây. Cảm ơn, cảm ơn. Nè, nói nãy giờ rồi, uống hết trà trước đi. Cảm ơn. Uống trà đi anh bạn. Cảm ơn. Nè, thành thật mà nói nghe, tôi không tin những gì anh nói cho lắm. Vô tốc độ làm sao là phụ nữ được? Nè, bạn của anh nói mà anh cũng không tin những gì anh nói sao? Trước giờ anh luôn nói dốc mà. Alo. Alo. Nè, đợi lát đi, ở đây làm như mất sóng hay gì á. Để tôi đi chỗ khác coi. Alo. Alo. Rồi chưa con? Làm ơn tính tiền. Dạ, cho xin 988 đồng. 988. Dạ phải. Để có hai người ăn tôi sao mắc quá vậy? Đừng giỡn mà, mọi người ngồi chung với nhau cười nói vui vẻ, dĩ nhiên tính chung rồi. Hai chúng tôi chỉ ngồi ké thôi, có phải nên đợi họ quay lại hỏi cho rõ không? Không phải đâu, họ đi hết rồi, biết kiếm ở đâu ra chứ. Nè, không lẽ hai người đang ăn giật sao? Dù đưa cũng là anh đưa, bạn của anh mà. Tôi đâu có biết hai người đó, bọn hai người không biết họ sao? Lúc nãy họ gọi anh là anh bạn, anh đừng có gạt tôi mà. Nè, chị nói gì không đúng đâu, tôi có thể gọi anh ta là anh bạn vậy? Tôi nhận ra anh này, đêm nào cũng tới đây ăn khuya mà. Cô đừng hòng vu khống anh nha. Không phải tôi vu khống ảnh, có khi nào là anh vu khống tôi không? Này con à, bỏ đi bỏ đi, coi như chúng ta không may. Ba, dĩ nhiên là không được rồi, bây giờ chúng ta bị người ta vu khống, tại sao phải trả tiền cho họ chứ? Con của tôi thì báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát thì báo cảnh sát. Anh bạn à, tiền này tôi trả cho. Không cần anh trả. Không sao đâu, nhưng mà tôi chỉ có 400 thôi. Thôi được rồi, được rồi. Nè, còn thiếu bao nhiêu để tôi trả? 588. Được rồi, không cần thối. Ông à, hay là ông ngồi ở đây đợi tôi, tôi đi rút tiền trả lại cho ông. Không cần. Vậy tôi đi nha. Là người gì vậy?
Kênh TVB Tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.